thích cái gì nữa nói đi. Không có bà, không đầu hói. Vậy sao tự nhiên ở dưới khán giả hả à, cái gì chuyện gì đâu rồi cái màn tôi nghe tôi quýnh mất tiêu cái màn rồi. Rồi chào chị Cát Tường xin chào. Không biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó thì giờ làm sao? À biết coi coi anh không biết là sao em biết. Em hỏi đi. Hả? Em hỏi á. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi. 31 rồi. Dạ đây tôi Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thấy em nhau. Đó, bình thường. Em là Hoan, em đến từ Nghệ An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện tại em đang công tác làm việc tại Đồng Nai. Bao nhiêu tuổi Hoan? Em năm nay 31 tuổi chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên đó. Em tên là Diễm Hương. À, em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên mua hàng. Mình làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đồng Nai luôn chị. Quê mình ở đâu? Dạ Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi coi như gần nhau đấy. Rồi. À, mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. À, điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Về tính cách thì là em là người có cá tính, vui vẻ và cảm tính. Còn về sở trường thì đam mê kinh doanh và làm đẹp. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Thì ai cũng mê hết trơn. Dạ. Nhược điểm của em thì là vì đôi khi em thẳng tính quá và hơi đôi khi nhiều khi cũng nóng tính, thành ra là khó tính, cũng là một nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có tìm được người phù hợp. Nhưng mà mình trải qua được mối tình nào chưa? Em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất và cũng được 5 năm và mối tình thứ hai thì cũng được gần 2 năm. Rồi bạn trai nghe những chia sẻ bạn gái thì mình thấy cái, như thế nào? Cái suy nghĩ của em là giống anh rồi á. mọi người nhận xét anh là hơi khó tính nhưng mà anh thấy anh là xấu tính. Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng nhưng mà anh lại nhanh rất là nhanh quên. Nhưng mà hai người nóng tính hết trơn vậy thì nếu mà nóng tính ai nhường ai? Thì cái đó trong cuộc sống mình biết nhường nhìn nhau với anh. Bạn bên kia có hai mối tình rất là dài. Còn bạn có mấy mối tình? Ngày xưa đi học cấp 3 thì yêu nhiều lắm nhưng mà toàn yêu đơn phương. Rồi. Nhưng mà mối tình thực sự thì cách đây khoảng một năm em khoảng yêu khoảng nửa năm rồi sau đó hai người không hợp nhau chia tay. Bạn trai mình đặt ra tiêu chí tìm bạn gái như thế nào? Với em thì em thích người phụ nữ thông minh, cá tính một chút. Ngoại hình thế nào? Ngoại hình thì xinh đẹp chút là được ạ. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không anh? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Bạn gái thì mình có đặt ra tiêu chuẩn như thế nào không? Về ngoại hình thì chỉ cao 1m65 trở lên là được. Nhìn về bên ngoài thì có hơi mạnh mẽ. Về tính cách thì là em thích người hiền thôi, vui tính, nói ít thôi, có lập trường, có chính kiến của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai gia trưởng, bê bối, không thích hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không em? Em không có hút thuốc gì ạ. Bên đây không có nói nhiều rồi đó. Có gia trưởng không? Không ạ. Rồi bạn trai không thích gì ở bạn gái? Em chỉ không thích phụ nữ hay cằn nhằn, nói nhiều nữa, luộm thuộm. Luộm thuộm. Vâng. Bên đây không thích, bên kia bê bối, bên kia không thích, bên đây luộm thuộm. Hai người này chắc kỹ tính lắm ạ. Bây giờ bà mối qua coi. Không, hồi nãy hoang trước khi qua coi, nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó. Không thích cái gì nữa, nói đi. Không có bà, không đầu hói. Cái gì sao tự nhiên ở dưới khán giả hả cái gì? Chuyện gì đâu rồi cái màn tôi nghe tôi quýnh mất tiêu cái màn rồi. Ôi chào chị Cát Tường xin chào. Không biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó. Thì giờ làm sao? Ai biết. Coi coi. Anh không biết là sao em biết? Em hỏi gì? Hả? Em hỏi á. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi á. 31 rồi là phải có cái gì chắc chắn chứ. Thì bây giờ nghề nghiệp của em là như vậy rồi thì em xác định là định cư ở trong này. Khoảng một năm, nửa năm gì đó thì mình có thể cưới được. Vậy đi. Dạ em chào anh. Chào cô gái thân mến. Dạo này ông Mai bà mối khó tính lắm nha. Nói cái chứ. Vụ gì mà người ta hói đầu không thích. Vụ này tôi căng lắm. Bây giờ yêu thương nhau, hết lòng, ta chăm sóc, ta đủ thứ hết trơn. Rồi tự nhiên ta hói đầu không thích người ta. Hói ít thôi anh. Hói nhiều rồi sao? Hói nhiều em không chịu đâu. Kỳ lạ đó. Phụ nữ không thích hói đầu. Ủa mà anh mới nói bị hói hả anh? Ai biết. Bây giờ theo em thôi. Sao gọi là hói? Giống như anh Nguyễn Linh giờ là hói hay không? Ừ, anh có hói không? Dạ không, anh là chán cao. Vậy được rồi. Được, vậy cũng được. Không đến nổi. Anh cũng giống như anh vậy. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái với lại bạn đồng nghiệp. Em ruột hả? Dạ em họ. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh ạ. Rồi chào em. Em là Hà, em gái của chị Hương ạ. Hà nhận xét anh trai bên kia sao ạ? Ảnh tráng khá cao, khá thông minh đó Hương ạ. Còn về tính cách thì
có vẻ anh chị phải nói chuyện với nhau khá nhiều thì sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn với những gì nãy giờ em nghe thì cái cảm nhận của em thì cũng có hợp được một chút chút với chị em, nhưng mà không quá nhiều. Em sẽ hết rồi. Cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Em đi với Dược của em và chị đồng nghiệp và các em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì nói chung nhìn qua thì thấy hai cháu là cũng thấy thiên thời địa lợi. Vì nói chung đang ở Đồng Nai với nhau cho nên là cơ hội mà mình gặp nhau thì nó dễ hơn. Còn cái vấn đề sau đó thì tự hai cháu tìm hiểu. Nếu mà tình hình mà thấy phải duyên phải số thì nó vô lấy nhau. Đấy, còn cái vấn đề mà những cái ưu điểm hay nhược điểm thì nói chung là ai cũng có. Nhưng mà trong vấn đề về mình mà tìm hiểu rồi mình chung sống với nhau thì mình thông cảm chia sẻ thì nó bền vững hơn. Mong hai cháu làm sao mà bấm cái đùng cái là cho nó hội đường vui vẻ vậy thôi. Dạ, cảm ơn Dượng. Kéo màn. Rồi chúng ta có cơ hội 2 phút để trò chuyện với nhau bạn. Dạ, chào em. Em thấy ai sao? Bất ngờ à? Dạ. Quan trọng nhất cái vụ tráng cao đi. Nhìn anh có duyên ạ. Hiện tại là anh đang công tác ở Đồng Nai, nhưng mà ở Đồng Nai là ở đâu anh hả? Anh ở khu công tác ở khu nghiệp Tam Phước á. Anh làm công tác ở đó được bao lâu rồi anh? Anh làm được 5 năm rồi. Lâu, khá lâu. Hiện tại thì là em ở quận 9. Còn em đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê ở Xuân Lộc. Thì nếu như mà mình hẹn hò thì như thế nào? Thì mình mà hẹn hò thì tình yêu thì như thế nào? Thì... ý là hiện tại là em đang ở quận 9, anh ở Tam Phước. Thì thực ra Tam Phước với quận 9 nó cũng khá xa đó. Thì mình có tay có chân mà mình có xe có cộ mình phải đi được cho em. Mà một tuần mình đi mình gặp nhau được mấy hôm? Thì nhưng mà em giờ làm việc của em là như thế nào? Hiện tại là thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Anh thì nghỉ chủ nhật, còn làm từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu mà em muốn hẹn hò thời gian nào trong chủ nhật hoặc tối thứ bảy thì anh cũng đi được. Nói chung là anh sắp xếp được. Đúng rồi. Tất cả buổi tối em muốn lúc nào anh đi lúc đó. Thôi giờ mình nói một câu chốt lại đi. Mình nói về cảm nhận của mình cảm thôi. Cảm nhận thôi. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người cũng xinh xắn, cao. Anh thích phụ nữ cao đâu. Nghe em nói là em cũng rất là cá tính và người cầu tiến. Tâm thì chịu khó. Anh muốn nói với em là nếu như mình có hẹn hò với nhau thì sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thật ra lần đầu gặp anh á thì em nhìn qua anh nói chuyện chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là người cũng sâu sắc, cũng khó tính giống như em. Mà hy vọng là sẽ một bên khó tính một chút thôi để cho nó dịu bớt lại, chứ nếu mà ai cũng khó tính nhiều quá thì là đâm ra là sẽ giống như nước với lửa. Cái đó thì trong cuộc sống mình phải tùy biến thôi em. Dạ. Thì mình không phải cố hữu một riêng của mình được. Hết giờ. Chúng ta sẽ có vào nút bấm. 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Tôi xin báo trước, nếu các bạn đồng ý bấm nút, các bạn phải hôn nhau. Nếu các bạn không hôn nhau được thì đừng bấm nút. Rất có quy định là hôn ở đâu không anh, hay là chỉ là hôn từ đây trở lên? Nhiều khi á mình cũng bực mình là hơi làm màu á, thật sự luôn á. Có những cô gái cái gì đâu hôn má hôn trán tí có gì đâu, đơn giản quá mà. Bạn bè cũng thể hôn nhau mà má có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam có truyền thống là hôn bên ngoài là xấu hổ, nhưng mà toàn hôn trong bụi thôi anh. Đúng rồi đó. Ừ đó, bạn nói hay đấy. Nên là ở đây đông người chính có thể ngại hôn anh. Hôn trước bao nhiêu người đó là nụ hôn rất là trong sáng, rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bóng đúng xong luôn. Thiệt tình chán không ghê luôn. Giật mình. Anh làm tôi hết hồn mà. Nắm chặt tay trước. Ở đây. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thể ôm nhau. Wow. Quá bình thường. Quá thơm. em cũng muốn hôn lắm nhưng mà sợ người ta có thể hôn trên trán rồi trên má, những cái hôn rất là nó trong sáng mà. Dạ, em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Em tên là Nguyễn Tiến Thành,
À, hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. À, hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi? Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và chào anh trai bên cạnh. À, tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là giày, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiêm dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. À, rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em đảm đang, chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào thì em cũng máu em dễ dồn lên não lắm. Em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Bạn trai, nghe những cái ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì rất là say mê với công việc. Còn cái nhược điểm của em thì thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ, khoảng 10 giờ chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được chị nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Rồi, là tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em từng quen hai người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ. Dạ, nhưng mà yêu xa không ạ? Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ, quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. Quen 6 năm sao chia tay em? Dạ, tại vì định hướng của hai người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? À, định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em. Nhưng mà sau thời gian anh về quê thì cái công việc của anh em về dưới thì nó cũng không phù hợp em. Nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? À, anh quen hai người em. Mối tình mới của anh thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên cái suy nghĩ thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chị có giận mới không nói thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. À vậy thì được. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều là hơn chia sẻ. Bên đây líu lo lắm dạ. Em yên tâm. Chỉ có dạ. Em làm người ta giận người ta mới đến thôi cảm. Rồi em muốn tìm người phụ nữ, ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Tròn tròn xíu với lại nhìn cái khuôn mặt đó. Sao khuôn cái mặt? Cái khuôn mặt tròn tròn. Thôi thấy ăn sữa nước lắm nè. Nấu nồi chè sữa nước ăn hết luôn nè. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai, em đẹp trai lấp lánh mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em cũng có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm. Bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai cái em chốt về mất tiêu. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Em coi cô gái chị có tròn không nha. Em thích tròn do luôn phải không? Ồ, em chào em. Thôi, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, hút nếp ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó dạ. Thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm. Em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn. Nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có xến quá. Em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên đàn trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Rồi coi nhà trai sao. Dạ chào chị.
Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao anh muốn người mà mập. Không rồi. Vậy em tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc dạ. Mình đã ổn định chưa em? Dạ, công việc ổn định rồi chị. Có điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ, em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ, rất là cá tính chị. Là cao to mập ốm. Nghe Quyền Linh nói chắc cũng chọn. Đúng ý rồi ha, ngồi dạ. Cười đi. Rồi, hôm nay em đi, em có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với chị ruột với hai đứa em họ. À dạ, rồi, chào chị ruột của em đâu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý khán giả. Thì em nhận xét về cái Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi. Nhưng mà nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó dạ. Thì em thấy bạn quanh đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Dạ. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt rồi. Thấy hai người thì nói chung cũng hợp nhau thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào con Cát. Dạ chào bác. Chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay là gặp mặt rồi. Dạ. Ở Vĩnh Long về... đi lên đây luôn đó bác hả? Dạ, đó Vĩnh Long lên đây luôn à. Đi hồi 4 giờ khuya. Nói Thành là quê ở Bến Tre. Vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là vườn nhiều không bác? Vườn nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? Nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, dữ hả? Vậy là có sầu riêng mít ổi trên cơm nhiều lắm rồi đó. Có nhiều lắm. Thì có mà tại chú Quyền Linh bác không? Hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ. Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi thiệt thật. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô vô câu chuyện ngày hôm nay bác ha. Thì hiền lắm. Dạ. Cha mẹ nói gì là nghe nấy, như công chuyện nhà thì biết làm hết. Rồi bác thấy cô bây giờ bác thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái đó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Chứ phần cô Cát Tường biết làm sao. Chị nghe tên Thảo là chị vừa ý á, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không. Mới rồi nha. Đặt tên con là dần tê không mà. Chứ không có ai mà trái cái luật đó được hết. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Thế được cưới liền thì, không? Thì cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới. Để là đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá wow. Như bây giờ bác hỏi con luôn á, để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Rồi cảm ơn dạ, bác, bữa nào cũng về ghé Vĩnh Long chơi nha. Thôi kéo màn lên. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. À, chào em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. Cảm ơn em. Dạ. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? Anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Trỗi. Dạ. Dạ. Còn em? Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ, em thích vậy. Tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi.
Dạ, anh em xin hát bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre ạ. Bầu sáng phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu, thường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh chiến, da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long qua. Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em, ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện dạ với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói ba chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Rồi, bây giờ để ta chụp bấm nha các bạn. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào, 3 tiếng đếm. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau, đã. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn. Thời gian ngồi đi, thời gian làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Thì bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ là mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới. Em tên là Nguyễn Trí Quân, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ, em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi. Tam Quang đúng không? Dạ, gần Tam Quang, Bồng Sơn. Bồng Sơn? Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng rằng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Xa bạn rồi, ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn Nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không ta lấy gì? Ngắm nắng cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay?
Dạ, cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu lúc đó trong đó. Thế là đứa còn trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có hai mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ, được một năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không nên nổi đâu, bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên. Da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính, thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi, để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giây phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần về em nuôi nhiều cún chó nhà chị. Nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. Mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. Tức là cục thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên mạng chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết là ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mọi ước thôi, nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Chào anh. Em bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn, nhưng mà lãng mạn nhiều quá đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với anh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia, mỏng này kia là sao? Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Không? Giống như anh Nguyễn Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác thích. Anh này cũng hói đó, cũng bụng phải đó. Thôi, nghe nhắc tới anh Nguyễn Linh đi về.
Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn lên. Chưa? Dạ. Wow. Đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cùng quyển sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận. Một người tặng hoa, một người tặng sách, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái nguồn tiền nó cũng quan trọng, nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào. Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu như sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều, phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì dạy chứ một phần cũng dạy ra đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân thì cũng lãng mạn ở những, tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời thiện đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm. Suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì? Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Bắt tay mình bấm đi. Nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sai. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Không thích. Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng thì cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính tính lắm à. Không có thích mập. Dạ. Này bạn đi đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyền Linh và Cát Tường. Thay cho cô Huệ vào á, cô thị được. Em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Giờ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi, Kim Hoàng 35 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, mình tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng.
Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. Không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa giờ chỉ có hai mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào đó, bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. Bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong văn phòng, làm chung lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ cho ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh đã nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự dạ, nghiệp gì nữa. Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. Ở nhà bà chị, ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ, nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua như không có để bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hát cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà, những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm là rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi xuống cũng được hay á hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, gì mất miếp cũng được rồi ha. Dạ. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài chứ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này nói anh chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn, đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vợi vời, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. Bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt, hoặc là sao không tan chân, nhuộm tóc. Không thích rồi đó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mít dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng chị.
cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính kỳ lắm á. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sơ mùng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó cái để nó tự nhiên á, rồi sau nó sẽ gặp nhau rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nó lên chương trình á, cô bay vào à? Dạ. Cô bay từ Huế vào đây xem á hả? À, để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu tại sao bạn lại không thích gọi là sông tay không chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, không có gì đâu. Tại em thích đẹp mà nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chó ló à được. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi, chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút, bắt đầu. Dạ anh, theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Dạ. Người ta đều thuộc là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. À, tiếp xúc người ta ngán đúng không? Đúng là anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thật là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Scorpion. Hoặc là như là... Giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock nè. Em cũng có một cái bạn một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh thì dẫn đi rock, rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em này như thế nào? À, quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, cái gì đó. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ lần còn có duyên gặp lại anh nữa. Mày mà không phái mập thì thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Bạn trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm, tùy quyền của hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Đó, mặc cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. À, tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể nó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm, một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay.
thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà vé xem phim, hy vọng là các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc là ủa, anh Quyền Linh chọc em kia nói mà không đúng giờ anh lại nói vậy hả? Là sao làm luật sư mà nãy giờ cãi không lại vậy? Ủa nãy giờ em cãi không chứ đâu có cãi gì đâu. À, sao mình làm về luật mà nãy giờ mình không chịu cãi, cãi cho nó lại người ta cho nó hợp tình hợp lý rồi nè. Cãi thì mình thắng thì mình cũng không có được gì cho nên là mình nói chuyện bình thường thôi. Hay quá. Cãi không lại em đâu. Em đi cãi luật, anh cãi luật rừng sao lại. Vậy ra nãy giờ là ghẹo em chơi thôi để coi dạ. Coi em có cái phản xạ của cái người luật, tại vì chị chưa thấy ai làm luật mà ngồi trên đây hết á. Nếu tại vì chị mới làm chương trình này thôi nên chị chưa có tiếp xúc với ai là luật sư mà ngồi trên đây hết cho nên là chị cũng muốn coi luật sư cãi lại chị không. Có anh luật sư này nè. Chị cãi lại anh được. Anh chúc chị cãi riêng. Kìa coi dạ. Đơn phương cái chụp mối không? Có bầu chưa? Dạ, có bầu chưa? Thì dạ, hai là một vợ. Dạ, chương trình cắt hôm nay dừng. Hôm nay mình qua kia mình hỏi bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Nãy chị nghe bên kia 10 mối đơn phương chị hết hồn chị phải bay qua liền á. Dạ, đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào không? Dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ, không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Ừ, thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À, dạ. Không hợp là thôi luôn ha. Dạ, đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Để chờ chị xíu, em cười cho chị nghe coi chút. Cười có duyên lắm, dễ thương lắm. Dạ. Về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Dạ, em ở huyện Phù Mỹ ạ. Phù Mỹ hả? Dạ. Rồi, mình vào đây mình ở với ai? Dạ, em vào đây một mình, em ở với bạn thời đại học. À, ở trọ ha? Dạ. Rồi, Đồng Nai thì về thành phố Thủ Đức cũng không xa. Dạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ. Ưu điểm của mình là gì mà nhà trai? Đang hồi hộp quá hả? Nói khuyết điểm trước đi. À, khuyết điểm rồi. Dạ, khuyết điểm của em là ít nói chuyện với người lạ. Với lại là... Ưu điểm là biết nói chuyện với người lạ hả? Là ít nói chuyện với người lạ. Ủa, ưu điểm là ít nói chuyện người lạ? Khuyết điểm. Điểm là ít nói chuyện với người lạ, còn ưu điểm đó là hát khá hay, là học rất giỏi, được nhiều học bổng và giấy khen của trường đại học. Ồ, giỏi quá. Hát khá hay là thấy vui đó. Dạ. Mình hát liền cái cho nó không khí nó đỡ gọi là hồi hộp. Dạ. Lớn lên. Em sẽ hát bài Cầu Vồng Tình Yêu ạ. Mùa đông sang giá buốt những cơn mưa vẫn tuôn cầm lên bàn tay. Có nợ rồi đó, cho nợ chút đỡ hồi hộp hát cho nó hay hơn nha. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình em. Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn và nấu khá là ngon. Các món mà đối với em thì nấu ngon là như là món lẩu, nấu bún, phở. Còn cơm thì em cũng nấu bình thường thôi. Dạ. Về khuyết điểm thì em là một người khá rụt rè trước đám đông. Ngoài ra thì em còn... Rùng quá không nhớ hết hả? Dạ. Bên kia cũng hồi hộp, bên đây cũng hồi hộp nữa ha. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, em trước giờ chỉ có yêu đơn phương thôi. Nhưng mà yêu đơn phương thì khoảng 10 mối tình. Hả? Yêu đơn phương khoảng 10 người trở lên. Là... Yêu đơn phương cỡ 10 người trở lên luôn. Dạ. Là 10 mối đó. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Em yêu đơn phương nhưng mà em yêu tới 10 người lận. Dạ, người ta xinh với tốt của em là em thích. Là em yêu liền. Mà sao không nói gì người ta?
Là... trong 10 người đó không người nào em có thể nói được hay sao? Dạ, mấy mối tình gần đây thì em cũng có tỏ tình với người ta, nhưng mà mối tình gần đây nhất thì người ta im lặng không nói. Với mối tình trước thì người ta nói là không hợp. Mình tỏ tình ta, cái người ta nói liền là không hợp luôn. Vậy hả? Em chắc đạt kỷ lục yêu đơn phương. Đúng rồi đó, ta đơn phương, ta đơn phương một người thôi. Làm đơn phương nguyên một series 10 người luôn. Rồi thí dụ mà bây giờ mình đơn phương người thứ nhất, cái qua tới đơn phương người thứ hai thì người thứ nhất là mình còn đơn phương không? Thì có thể còn. Là có bây giờ 10 người đó là em đơn hiện tại là không, hiện nói, tại là hết luôn. Hiện tại là hết luôn rồi đúng không? Dạ. Có cái thời điểm nào mà em đơn phương một lúc 10 người đó luôn không? Không, cùng lúc thì cùng lúc là mấy người, hai cùng lúc người thôi. Hả? Cùng lúc là đơn yêu phương. Đơn phương cùng lúc hai người. Người ta gọi là ngoại tình đơn phương. Không, người kia có tình cảm với mình thì mình với gọi là có trách nhiệm, hoặc là mình cảm thấy đối phương là mình mới cũng là mình cũng không? Có hy vọng nhất định thì mình mới còn đôi khi mà. Đôi khi yêu đơn phương cũng cần sự chung thủy chứ. Nhiều khi người ta thấy em đơn phương nhiều quá người ta không thích. Đôi khi ta bắt gọi là bắt gặp là cái sự đơn phương nó nhiều người quá. Giờ bây giờ ví dụ như lỡ một trong 10 người đó mà người ta suy nghĩ lại, người ta quay lại, người ta gật đầu với em rồi sao? Không đồng ý. Em không đồng ý. Giờ là mình chẳng lên rồi đúng không? Đúng rồi, người ta không đồng ý mình trước thì mình không đồng ý người ta sau. Thì yêu đơn phương kiểu là thích thôi, người ta kiểu vậy hả? Dạ. Mà hỏi thiệt là giờ là không có còn thương người ta còn nữa đúng không? Dạ. Còn đơn ai không? Còn đơn phương ai không? Không còn đúng không? Thiệt không? Thiệt. Phải chắc chắn nha, lên chương trình này là phải nói thiệt đó. Dạ. Chứ để rồi tôi gả bên kia qua xong rồi cái một trong 10 người kia kêu bây giờ anh ơi giờ em thương anh rồi, cái là tôi chết luôn á. Thật ra con này quá thật tình luôn. Yêu đơn phương có ai đâu biết mà cũng khai đâu, yêu đơn phương 10 người. 10 người. Nó tại tính quá em thật thà. Thật thà đó. Dạ. Đúng rồi, có thật thà đó. Rồi yêu đơn phương yêu lúc hai người. Yêu đơn phương cũng có chuyện bắt cá hai tay nữa. Ủa anh Quyền Linh chọc em kia. Hả? Nói em không đúng giờ anh lại nói vậy. Hả? Là sao anh... làm luật sư mà nãy giờ cãi không lại vậy? Ủa nãy giờ em cãi không chứ đâu có cãi gì đâu. À, sao mình làm về luật mà nãy giờ mình không chịu cãi. Cãi cho nó lại người ta, cho nó hợp tình, hợp lý người ta. Cãi thì mình thắng thì mình cũng không có được gì, cho nên là mình nói chuyện bình thường thôi. Hay quá. Cãi không lại anh đâu. Em đi cãi luật, anh cãi luật rừng sao lời. Thì ra nãy giờ là ghẹo em chơi thôi, để coi dạ. Coi em có cái phản xạ của cái người luật. Tại vì chị chưa thấy ai làm luật mà ngồi trên đây hết á. Tại vì chị mới làm chương trình này thôi nên chị chưa có tiếp xúc với ai là luật sư mà ngồi trên đây hết, cho nên là chị cũng muốn coi luật sư cãi lại chị không. Có anh luật sư này nè. Chị cãi lại anh cũng được. Em chúc chị cãi riêng. Kìa có yêu dạ. Đơn phương cái chục mối không? Có bồ chưa? Dạ. Có bồ chưa? Tính dài hai và một vợ. Dạ chương trình cắt con này dừng. Bây giờ mình qua bên kia mình hỏi bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Nãy chị nghe bên kia 10 mối đơn phương chị hết hồn, chị phải bay qua liền á. Dạ đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào không? Dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À, dạ. Không hợp là thôi luôn dạ, ha. Đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Dạ, chờ chị xíu. Em dạ. Cười cái chị nghe con cưng. Dạ. Cười có duyên lắm, dễ dạ. Thương lắm. Thì, về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Quá thật. Thật thà, ta làm luật mà. Có sao dạ. Ta nói vậy? Ta... biết có tính cầu tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra thì luôn quá hả? Dạ.
gì nữa, từ từ bình tĩnh nói cho chị Lan nghe chứ để lỡ có cái tiêu chí nào đó mà mình chưa kịp nói mất công nữa. Em không thích cái kiểu người như thế nào? Em không thích là mẫu bạn nam là gia trưởng, bạo lực và không chung thủy. Trời ơi, cái ông nói chắc sợ lắm ta. Tưởng tượng ông nào cũng bạo lực, gia trưởng mà còn không chung thủy. Bên đây thì đơn phương là không chung thủy rồi đó. Nghe tôi nổi dây ốc luôn, đừng nói chi. Xui lắm mới gặp ông đó đó. Bên đây thì mỗi lần mà mâu thuẫn là không có bạo lực đâu, mà là nói. Nói. À. Lấy luật ra. Lấy luật ra để nói. Em cũng có luật của em nữa. Đó. Đó. Nghe chưa? Dạ. Đó mới mệt đó. Đó. Có những luật đó mới mệt đó nha. Luật cái luật riêng đó. À, bên đây hơi bị đàng hoàng luôn. Đơn phương mà tới 10 người là coi như là cũng gồng lắm rồi đó. Một cái trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi để ý trường hợp này. Cái ta. Đó, người ta yêu cầu vậy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em thấy chưa có cái tiêu chí nào mà em không đáp ứng. Trời. Chưa, thấy chưa? Ta tự tin nói như vậy đi. Mình nói tiêu chí chọn bạn gái như thế nào? Dạ, tiêu chí chọn bạn gái của em thì thứ nhất là xinh, thì xinh thì ngoại hình thì xinh thì cô gái nào cũng xinh hết trơn á. Xinh theo từng gu của từng người thôi. Dạ, ấy là gu của em á thì thường gu sao? Thì mặt thì có thể là V line hoặc là đầy đặn. Mặt V line. Vừa V line mà vừa đầy đặn là sao? V line hoặc đầy đặn á. Hả? V line là kiểu chữ V á. Hoặc là cầm đầy đặn là mặt V. Chữ O. Mặt gầy hả? Mặt chữ V là mặt gầy, còn đầy đặn là chữ O là mặt này. Là oval á. Mặt chữ U á hả? Oval này nè. Tròn tròn oval đó. Oval. À, mặt như vậy phải gu không? Chưa biết. Trời ơi, tôi hỏi gì cho tôi mặt nhục vậy trời? Mặt này mặt. Cái mặt này mặt tròn. Mặt này mặt chứ ô với sao? Nhục quá, cắt chỗ này nữa đi. Vậy đó hả? Rồi còn cái gì nữa không? Chiều cao thì từ 1m53 trở lên. Dư. Dư. Rồi thân hình cân đối. Ừ. Cân cân được. Cân đối hả? Dạ. Cân nặng được không? Cân nặng thì vừa phải. Vừa phải. Rồi mặt thì ít mụn, rỗ. Mụn có thuốc trị mụn cũng sao hết trơn, ta yêu nhiều người ta vậy thì ta phải nổi mụn không ơi. Đủ mấy người ta mới về thì ta phải có mụn nhiều nữa, nó hết mụn chứ. Mấy người mà già đời như vậy là không có mụn. Tiêu chí đưa mụn vô chi. Bỏ cái mụn qua bên đi, mụn nó sẽ có rồi nó sẽ hết. Không? Tiêu chí kiếm vợ mà không có mụn nữa. Đời nào có ai mà cả cuộc đời không lo mụn. Bữa nào nó bị gọi dị ứng nó nổi, tao nói tờ lưa luôn kìa. Không thích à? Bỏ nổi mụn đi. Giống con tôi quá, con tôi mà ai mà có mụn. Nó đang, xin lỗi kể chuyện riêng với bạn gái. Nó thích cái bạn đó lắm, mà bạn gái nó tự nhiên ngày hôm đó bị mũi chích hay gì là nó nói bạn đó có mụn là nó hết thích luôn. Sao? Trời ơi trời. Có mụn, nặng mụn. Đè nặng mụn cũng xuống lắm á em. Tiêu chí mụn vô nó nhỏ nhặt quá. Dạ. Nha. Da trắng. Ờ, trắng, rồi được. Trắng. Gì nữa? Trắng á. Với lại là nếu mà có răng khểnh thì em nghĩ sẽ khá là đáng yêu. Bên đó là có răng niềng. Răng niềng. Ừ. Chứ không có răng khểnh. Là vẫn đang niềng răng. Ừ. Khẩn đều được không? Gần này chạy lắm. Khẩn một cái thôi. Một cái thôi hả? Dạ. Có mấy người khẩn đều cũng đẹp. Chứ bạn này là chị thấy là rất là chăm chút về răng miệng. Cho nên là niềng răng để cho răng đẹp hơn á. Còn tiêu chí gì khó nữa không? À, về tính cách thì em cũng mong muốn bạn dễ gần, dễ tán. Hả? Gì? Dễ tán. Tức là dễ chấp nhận mình hơn. Kiểu dễ cua đó. Dễ cua. À. Dạ. Dễ cua thì ví dụ như để là đỡ đơn phương hả? Là đúng rồi, chứ em đơn phương nữa thì mệt nữa, tới mới mỗi 11 là mệt à. Là ra sân luôn. Ừ. Dạ. Còn gì nữa không? Bạn thì
nếu mà bạn gặp mình, gặp em mà cười thì em sẽ có ấn tượng và rất là thích. Hôm nay giờ gặp không? Dạ. Hôm nay gặp ta buồn. Hôm nay giờ tao mở rào ra ta không? Yên tâm sẽ cười. Chắc chắn cười. Mấy cái chi tiết nó nhỏ bỏ qua bên đi. Cười dữ lắm. Ừ, cười tươi luôn. Tại vì ta niềng răng ta ít cười thôi. Có niềng răng, tháo ra tháo niềng răng cái đẹp tuyệt vời. Ừ. Mới là quan tâm em. Để em có quan tâm ta không mà rồi người ta quan tâm em. Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ừ. Dạ. Với lại là nếu mà không có việc bận á thì trả lời tin nhắn, có thể trả lời tin nhắn nhanh một xíu. À. Thì đúng rồi, tao mới bận ơi. Gì hết thì nhắn tin tao trả lời liền. Thôi đi chú luật sư ơi, giờ tôi mới biết sao chú đơn phương 10 mối rồi đó. Chú dài quá. Ta tiêu chí gọn gọn là thôi. Rồi gọn gọn lại là xin mới về tán á. Trời ơi, về tán được rồi. Dạ con chào chú rồi. Vậy thôi nha. Dạ. Xin có xin. Dễ tán tức là mình có khó trong tình yêu không? Dạ cũng hơi khó chứ. Hơi khó đúng không? Dạ. Dạ. Cũng hơi khó tán ạ. Mình hãy dùng kỹ năng của mình nha em. Một chút nữa mình mở rào ra. Hơi mình khó. Dùng cái kỹ năng ăn nói một cách chuẩn xác của mình để mà mình cua người ta nghe không? Dạ. Nghi vụ này chắc mối 11 quá. Chúng nó chỉ có cãi thôi. Cãi thôi rồi. Nói gì mà bên kia không chịu là em cãi. Dạ, em cãi với bạn. Em, bạn hả? Dạ. Em tưởng tượng em cãi để em lấy tiền vậy. Bạn có ý kiến nào? Anh ngại tán em gì anh? Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nam phía bên này ạ. Dạ. Thấy cũng ok. Về ngoại hình thì cũng ok ạ. À. Về tiêu chí thì có thể bớt rườm rà lại một xíu. Dài dòng quá. Bạn em thì rất là khá là hiền. Nếu mà kiểu tâm lý một tí xíu thì sẽ dễ tán. Còn không thôi thì hơi khó. Mong anh thành công. Gì của sai ta thông gì ngại tán em. Thằng khác tán em bởi vì ngại. Thằng khác tán em tại vì ngại tán anh. Không có gì ngại tán hết trơn á, đừng có lo lắng điều đó nha. Thằng luật sư, quan trọng là mình hợp nhau là mình dễ tán lắm. Nói với bạn gái đúng rồi đó. Ha. Em thấy bạn này sao? Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Vậy em thấy thật thà lắm á. Đọc nó giờ cho vui, có duyên lắm. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Rườm rà. Gọn gọn lại tí. Ta luật sư ta nói cái nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là cái bệnh nghề nghiệp. Này em chưa thấy tới nơi tới chốn luôn. Dạ. Thế là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hình cây á. Ít tiêu chí thì có 2 thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được 1-2 cái thì cũng ok. Dạ, ok. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ chọn lựa người bạn phù hợp với không em. Chị thích. Chị không biết ai làm sao chứ chị rất là thích. Chi tiết rõ ràng vậy là chị thích. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Một vợ 2 con nữa ha. Chào anh Cường Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay. Mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi chứ mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được. Anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Chúc hai bạn thành công. Rồi. Thành tính nhân sự ta soi lắm đó nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi để tôi soi ít chứ hành tính nhân sự soi gì lắm á. Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi. Đúng nha. Rồi. Mở rào.
bắt đầu vuốt tóc lại coi nào. Đó. Dạ em chào anh. Dạ, em có món quà muốn tặng anh ạ. Dạ. Nhân lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chị thấy ở đây còn một cái thiệp nữa nè. À, dạ. Thì còn một cái thiệp. Cái này là cũng là một bài hát. Dạ. Anh có muốn em hát cho anh nghe luôn không ạ? Thì em cũng hơi run nên hát thì không có được hay như anh. Có gì anh nghe xong. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc studio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nó. Người đứng đó hát lại. Dạ. Bờ tới bạn Hiếu hát. Đây bạn Hiếu coi làm hồi hộp có hát quên lắm. Dạ. Giờ hát quy tặng cho bạn gái thôi nè. Dạ. Mùa đông sang giá buốt, những cơn mưa vẫn tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi bờ môi, nhẹ nhàng xua tan giá lạnh. Mang trong tim tình yêu anh sẽ trao em ơi người ơi. Baby I want say I love you. Dành cho em tất cả những điều thật lớn lao. Ngọt ngào xin em hãy bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường đời nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày mai ra sao, mãi yêu mình em. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người đem đến em bao nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh cũng không buồn đâu. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy. Dành chào cho em ơi người, dẫu cho thế gian đổi rời. Just only for you, and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình em mà thôi. Rồi, hai đứa về chỗ ngồi đi. Mình trò chuyện với nhau nào, quay mặt về nhau. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ em sinh năm 97 ạ. Còn 7. Dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Là hồi nãy lúc nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. Em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu, nhưng mà em sống ở phường thì Bình Phước. Không biết lý có tiện nói cái địa chỉ, cái đường này. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. Cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ, bài này là bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu Hôn của Văn Mai Hương. Dạ. Một đám cưới là hát bài đó. Mốt là mình tính đi, mốt đám cưới là mình hát cầu hôn, hát cô dâu, hát chú rể, bài nào. Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ui, vô đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện bài hát. Vô, tình yêu dùm tôi gái đi. Bây giờ hẹn hò sao nè, còn gặp cái lần. Rồi phân tích bài hát cũng tới sáng luôn à. Buồn ngủ dữ lắm rồi. Vô em. Vô đây luôn. Tỉnh táo nè em. Bây giờ sao hai đứa bạn nhau chuyện hẹn hò đi. À hồi nãy bạn rồi hả? Công việc của em là làm gì hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là
làm giờ hành chính. À làm, dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh lâu mới chơi thôi. Đừng có. Em có chơi game không? Dạ không ạ. Không à. Em thấy mấy bạn chơi game thì hay chơi game rồi bỏ bê người yêu lắm. Anh không biết anh có vào cái trường hợp đó không ạ? Không. Anh thời gian rảnh mà có người yêu thì anh đi với người yêu thôi chứ không có chơi game đâu. Nào giờ cờ rớt người ta không à. Đơn phương ta 10 người rồi mình đâu có người yêu đâu mà kêu dành thời gian cho người yêu. Bây giờ thì cũng có bạn gái coi thấy dễ tán không? Anh nhắm là anh có tán được em không ạ? Thế cặp rồi. Tán được. Dạ. Tán được sao đâu, tán sao đâu. Thể hiện coi. Chứ nói thì không ai nói được. Bây giờ tán sao, thể hiện coi. Sấn tới, nói cái gì, đúng hỏi rồi. Cái gì, muốn cái gì, bàn đó. Tương lai sao đó. Đó, tán đó, tán đi. Đúng rồi. Lấy một vợ hai con ta gì vậy? Đồ tán thôi, coi thử coi. Tán thử đi. Ta đang chờ tán đó. Anh nắm tay em được không? Dạ không. Anh cho em hỏi xíu là trong chuyện tình cảm thì anh có là một người kiên trì hay không? Ví dụ như là anh tán em nhưng mà đến hiện tại thì em chưa, hiện tại thì mình cũng mới gặp mặt thì chưa có tình cảm, thì mình cũng cần có thời gian để tìm hiểu. Thì anh có là người dễ bỏ cuộc hay không ạ? Tại vì em lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng có đơn phương nhiều mối tình nhưng mà không có đến được á. Em cũng thì không, những mối tình anh đơn phương thì gần như là mình không có nói chuyện, mình không có biết được cái quan điểm của người ta đối với mình, thì họ có chấp nhận để cho mình có thể tiến tới hay không. Nếu mà em xác định là cho anh một cơ hội thì anh sẽ kiên trì đến cùng đó. Thì anh chỉ dừng lại khi mà em xác định là không muốn anh tiến tới nữa thôi. Dạ. Đây là vô về đề rồi đó, được rồi đó. Bắt đầu vô rồi đó. Đúng luật rồi đó. Em có sở thích gì không? Dạ em thì thôi cho em hỏi anh là anh có sở thích gì được. Anh nói trước đi. Anh sở thích hả? Dạ. Anh sở thích thì ca hát. Dạ. Ngoài ra anh cũng có chơi thể thao, tập gym, chạy bộ. Dạ. Như là cũng anh có thích đi dạo phố không ạ? À? Phố hả? Dạ. Là thích đi chơi. Dạ. Nhưng mà thích đi chơi với bạn bè thôi chứ không thích đi một mình, tại mình cũng ít bạn à. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội thì em cũng muốn là mình cũng sẽ được đi dạo phố với nhau. Vô dạ. Anh rất là vui nếu được đi dạo phố nha. Dạ. Tối nay luôn, rủ luôn, tối nay luôn, rủ liền. Tối nay thì em có đồng ý đi. Dạ. Đi thì tối gì nổi, gần khuya tối gì. À quên. Chứ em hẹn anh một ngày khác. Đi dạo một vòng khu chế xuất cũng được. Anh em có ngại hai đứa mình nắm tay đi dạo từ đây về thành phố Thủ Đức không? Đi dạo đó thì xa. Cho em hỏi là hiện tại thì anh sống ở đâu ạ? Anh sống ở Thủ Đức luôn, ở phường Hiệp Bình Phước luôn. Anh cũng ở Hiệp Bình Phước à? Dạ. Vậy thì nhiều khi mình là hàng xóm nhưng mà không biết. Sao?
À đúng rồi, anh ở kiểu tòa nhà giống chung cư thì dạ. cũng có nhiều phòng anh không biết. Dạ. Nếu mà gần nhau thì quá tốt rồi, dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ. À. Nếu như mà em ở xa thì anh có ngại đến chỗ của em hay không? Tại vì hiện tại là đang ở gần. Ở xa thì em nghĩ là em sẽ ở đâu? Ở xa là ở đâu? Ở trong thành phố chẳng hạn. Thành phố thì anh đi được. Dạ. Ví dụ ở xa hơn thì em có đi không? Dạ. Ví dụ như là em về Đồng Nai thì sao? Về Đồng Nai thì em phải có một tín hiệu gì đó. Anh thấy là em có khả năng chấp nhận anh thì anh sẵn sàng đi. Vậy mà đòi tán người ta. Em phải chủ động chứ, chàng trai. Bây giờ cô ấy ở đâu đi chăng nữa thì em cũng phải là người chủ động tới. Bởi vì lúc nãy cô ấy hỏi em là em có dễ bỏ cuộc hay không đó. Tôi bắt đầu giận rồi. Em phải chủ động, em là đàn ông, em phải là người chủ động. Cho dù là cô ấy ở chỗ nào đi chăng nữa mà cô ấy muốn thì em cũng phải tới. Mà em phải tới thì em mới biết là người ta có chấp nhận hay không chứ. Đúng không? Ta chưa bao giờ yêu, ta không có kinh nghiệm. Thì em không có kinh nghiệm tình yêu á. Đang chỉ nè. Thấy không? Bấm nút đi anh chỉ cho. Dễ lắm rồi hả? Hồi kia tư vấn luật cho anh, tư vấn tình yêu. Dạ. Không? Tình yêu nó không đúng theo luật đâu. Nó không theo điều nào, điểm nào ở trên hết. Mà nó theo điều lệ của con tiên. Dạ. Mà cái này thì anh rành lắm. Theo kia luật không nổi đâu. Theo anh thì chỉ cho. Đúng rồi, nó không giống như môi trường của đúng em rồi, nó không, giống nó không phải là A là A, B là B, mà nó là rồi, A, phải, phải. B, phải. Thật ra cô ấy chưa yêu lần nào mà. Ha. Thật ra là cái bản chất của em hiền lành. Nói nó cũng chưa gãy gọn lắm. Nó lòng vòng, hồi nó lạc đường luôn. Thành ra đôi khi được tình yêu á, thấy người khác ngồi trước mặt mình cũng hơi rung. Nói lòng vòng nó cũng chưa vô, nãy giờ vô mới 1-2 điểm thôi. Khoảng à. Theo khoảng 5 điều 6 nghị quyết nghị định 65 gì đó ha, nó chưa vô tới. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha, em thấy người đối diện này có cảm tình, mình có cảm tình với cô ấy không? Dạ có. Có cảm tình. Em thích cô ấy vì điều gì? Da trắng. Da trắng giống như mình muốn đúng không? Sáng, tóc và có nhiều màu. Có nhiều màu. Rồi về cái cách sống của cô ấy, nãy giờ cô ấy chia sẻ thì em có thích không? Thích. Thích, vậy là được rồi. Có thích, lần này không có đơn phương nữa. Mà mình mạnh dạn mình nói ra nãy giờ, tức là mình hết không còn đơn phương nữa đó. Ha? Quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không thôi. Thật ra, tôi nói nghe đây là một người, phải nói rất là hiền lành, chất phác. Chưa bao giờ yêu, người ta vụng về trong tình yêu thôi. Một luật sư mà, nhưng vụng về trong tình yêu, về luật người ta rất là rành. Nhưng mà về tình yêu chắc có lẽ chưa bao giờ biết. Mình cũng thông cảm. Chính những người này mới là những người có thể mình không lo lắng về lăng nhăng, không lo lắng cô này cô kia, mà chỉ có tập trung vô một người thôi. Yêu một người yêu còn không xong nữa thì làm sao mà yêu hai ba người em? Chưa bao giờ yêu ai cả. Hôm nay có lẽ là nếu như mà mình thấy cảm giác đây có thể cùng mình nắm tay đi trên những con đường vào tối thứ bảy chủ nhật á, thì cũng nên cho anh ấy cơ hội ha. Là nãy giờ chú chọc chơi thôi chứ con người này dễ thương lắm á. Hai bạn này đều hiền với nhau. Hiền, cô này khó hơn thì tại vì cô này thì sao ta, cô này là cứng hơn đó. Đời, đúng rồi, bản lĩnh hơn đúng đó rồi. Chứ không có đơn giản anh như cô này đâu. Ngây ngô lắm. Đừng bắt bẻ tình yêu anh ấy, mà hãy nhìn vào trái tim trong sáng của anh ấy trong tình yêu nha cô bé. Cái gì mà ảnh chưa hiểu hoặc là chưa làm được điều mà em mong muốn thì em phải nói. Phải nói cho em phải nói cái điều em mong muốn cho bạn ấy biết nha. Và chú rằng nghĩ rằng là với cái tình cảm mà anh dành cho mình á, mình nói gì ảnh sẽ làm theo điều đó thôi. Chỉ có nói sai rồi không làm thôi. Với lại cái kinh nghiệm của chị Lan thấy rằng là trong tình yêu á, và trong bất kể cái mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta đừng bắt đối phương phải đoán cái suy nghĩ của mình.
đó là cái điều không tốt và không đúng với đối phương của mình. Anh đoán được đâu. Nên muốn cái gì thì nói. Tình yêu bây giờ nè, không phải là tình yêu đơn phương nữa. Nào, đến đây. À, hãy mạnh dạn lên. Không có đơn phương nữa. Nói thật lòng của mình, cứ nói hết đi. Mong muốn điều gì cô gái này? Thấy cô gái này sao? Mạnh dạn lên nào. Anh thấy em rất là xinh, dễ thương và cũng công việc thì cũng phù hợp với anh. Thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Đúng. Đó. Đó mới là tình yêu không đơn phương đó. Thích bạn này ở một chỗ, bạn này nói chuyện và bạn này luôn nhìn thẳng vào mắt cô gái. Bạn này không nhìn đi đâu hết. Người ta nói bằng sự chân thành, nói bằng đúng rồi, bằng cái sự suy nghĩ từ đáy lòng của mình đó. Nói bằng cả trái tim của mình đó. Bé gái. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Thôi mình trở về chỗ cũ đi. À, những gì chàng trai đã nói bên nhà gái đã nghe rồi. Quyết định là của em. Bấm nút hay không là quyền của mỗi chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào. Nói lòng vòng, hôm qua nói thiệt. Bây giờ là cái tính của em hơi lòng vòng. Nó rườm rà lắm. Yêu là nói là yêu, thương là nói là thương. Dứt khoát cho anh. Nhớ bắt đầu từ ngày nay, dứt khoát vô thẳng vấn đề luôn. Cãi tòa cũng vậy, ta có thời gian nói lòng vòng là gì kiểm sát bác luôn. Đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi đó là khuyết điểm của em đó. Điểm đó. Em nói lòng vòng là bị khuyết điểm đó. Khuyết điểm đó nha. Phụ nữ cố gắng là ông anh bạn này nè, bổ mỗi lần người ta lòng vòng thì trợ. Nhớ kéo người ta về nha. Nha anh trai nha. Dạ. Hãy cho anh ấy cơ hội. Dạ. Anh ấy sẽ chứng minh được anh ấy là người chồng lý tưởng, một người yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dạ. Ok. Cảm ơn là như vậy à. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho hai bạn. Giữ hai đứa về ngồi hát, đừng hỏi bài hát của ai, đừng phân tích bài hát nữa nha. Muốn phân tích hỏi tôi, bên đó đang buồn ngủ nè. Đây bài là thế, bộ son do thép Vina KOA gửi tặng cho bạn gái. Này nói thẳng luôn, tôi đi bán xà bông đó. Giờ tặng xài, mai mốt mua ủng hộ. Không nói lòng vòng nha mà. Xà bông này của tôi đó, thấy hình tôi trong xà bông là mua sự ủng hộ nha. Nhà có xài xà bông này không? Dễ gì có. Chưa tôi bán chưa ai mua mà dễ gì có. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là quạt Toshiba, đem về quạt mỗi khi trời nóng. Quạt nó sẽ mát, không quạt thì nó cũng mát như thường. Chúc hai em hạnh phúc nha. Cuộc sống đôi khi nó thoải mái hơn. Chúng ta gọi là mở lòng hơn, vui vẻ hơn, thoải mái với nhau. Cố gắng lên nha, và mong là hai bạn sẽ nhanh chóng báo tin vui cho hai MC. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị. Chúc mọi điều tốt đẹp nha.